Tối ngày 6 tháng 10, mưa lớn khiến đoàn người chạy xe máy về quê ướt sũng, phờ phạc. Có người di chuyển đến cả 1.000 km từ miền Nam ra Bắc. Cộng đồng thiện nguyện Quảng Ngãi đã lập điểm tiếp tế miễn phí cho người dân đi từ các tỉnh miền Nam về quê ngang qua thành phố Quảng Ngãi tại đường quốc lộ 1A gần khu đô thị Phú Mỹ. Mỗi ngày, nhóm tiếp tế cho hơn 2.000 người, phát miễn phí áo mưa, dầu gió, sữa, nước suối, bánh mì và nấu cơm phát cho người dân. Các nhóm thiện nguyện cũng hỗ trợ người dân qua các điểm đèo Bình Đê, huyện Mộ Đức, thành phố Quảng Ngãi. Ông Hà Hoàng Việt Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ngãi cho biết, đến rạng sáng ngày 7 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ngãi và Công an tỉnh đã bố trí chỗ cho khoảng 30 người dân về ở trong khu cách ly Quảng Phú. Khu cách ly này có sức chứa 250 người để hỗ trợ nơi ở cho người dân qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong điều kiện thời tiết bất lợi.